Ủa sao làm gì ngồi nhìn anh dữ vậy? Nhìn anh từ khi nào vậy? Trả lại cho anh đó, mình chia tay đi. Chứ chẳng phải lại muốn anh lấy cái nhẫn sao? Bộ tôi muốn anh lấy thì anh lấy hay sao? Tại sao anh không hỏi hàng tôi lấy một lời? Anh không giải thích tôi điều gì hết vậy? Hả? Tại sao anh trở nên con người tệ bạc như vậy? Chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Anh cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nếu em không còn yêu anh nữa, anh trả tự do cho em đó. Tôi làm gì? Tôi làm gì mà anh nói là anh mệt mỏi gì tôi? Những gì em làm từ trước tới giờ anh cảm thấy em không hề yêu anh. Anh cũng không muốn lúc nào cũng chiều chuộng lấy lòng làm cho em vui hết. Em hiểu không? Nhưng tại sao? Tại sao lại trở nên tồi tệ như vậy? Hả? Em ngây thơ lắm. Thì tất nhiên lúc yêu em á, thì anh phải luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho em rồi. Bây giờ anh có người khác rồi. Anh mới nhận ra đó mới chính là tình yêu của anh. Còn em á, chỉ là tình yêu ngộ nhận của anh thôi. Chúng ta chỉ là một người bạn học từ trước tới giờ, không hơn không kém, em hiểu không? Tôi hiểu rồi. Chị Lâm à, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ khắc sâu những lời nói này của anh vào tận xương tận tủy của tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Con đã, anh không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Bát nước đã đổ đi thì mãi mãi không bao giờ hốt lại được. Anh bán cái nhẫn này nha. Trong hoài mơ lối em đi đường đêm mịt mù sương khói mờ, một ngày em đã bước qua bao nhiêu vui buồn chết ngất men say tình yêu. Anh tặng em hoa dạng thọ không phải là ý xấu muốn cúng kiến gì đâu, hoa này còn là tượng trưng cho nỗi buồn. Giờ đây anh lại rơi vào nỗi buồn bế tắc mà chỉ có em mới tìm ra lối thoát cho anh được. Anh xin em, hãy cho anh cho em một cơ hội nữa được. Những toàn tình trong phút giây đã xa ngột ngàn, trùng khơi đường về đêm đêm khẽ bước voi con đường. 1, 2, 3, vô! Ôi, tuyệt vời quá! Từ nay trở đi chúng ta sẽ không còn bị ràng buộc bất cứ chuyện gì nữa, không dính líu gì tới tên đàn ông nào hết. Ôi trời ơi, đúng vậy, từ nay về sau không có một người đàn ông nào có thể làm khổ được chúng ta nữa. À đúng rồi, mà chị cứ tưởng đâu Sĩ Lâm của em là một người đàng hoàng đúng không, ai ngờ đâu. Chị ơi, không có tên nào á trên đời này á đàn ông mà đàng hoàng trơn á. Đúng rồi, đúng không? Đúng. Nhưng mà cái tên Sĩ Lâm nhà em á cũng có đàng hoàng một chút. Đàng hoàng hơn những tên đàn ông khác là hắn dám nói ra sự thật. Đúng. Hắn đàng hoàng hơn những tên đàn ông khác, những tên khác chỉ có giấu giấu diêm diêm, chỉ làm khổ chị em mình thôi. Đúng rồi, đúng không? Đúng. Vô đi. Đúng. Đúng. Bây giờ mình phải uống hết. Bởi vì chúc mừng cái sự đàng hoàng của người đàn ông duy nhất Sĩ Lâm. Đúng rồi. Yeah.
Đừng có bỏ xuống, đừng có bỏ xuống. Bây giờ mình phải uống tiếp. Bởi vì mừng cho cái người đàn ông tưởng chừng như là duy nhất đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng lại không đàng hoàng và bị lòi ra bộ mặt thật. Uống tiếp. Uống Mình phải nghĩ cho người đồng tâm của mình. Hiểu không? 50%. 50 nha. Rồi nè. Mà sao em thấy chị Bảo Dung á, lúc này chị mạnh mẽ quá vậy? Chị không có còn rụt rè, dịu dàng như trước đây nữa ha. Chính xác. Nếu như vậy thì phải cảm ơn cái lũ đàn ông. Tại vì đám đàn ông đã dạy cho mình những cái bài học rất rất là hay, giúp cho chúng ta có thể khôn hơn, mạnh mẽ hơn. Đúng rồi. Chúc mừng cho sự khôn ngoan của chúng ta đi. Đúng rồi. Khôn. Chị Trang Anh. Vậy sao em thấy chị á, sao tại sao chị cũng buồn vậy? Em thấy đàn ông bu xung quanh chị quá trời luôn mà. Buồn cái gì? Đàn ông thì người nào cũng như nhau thôi. Tại vì á, họ thấy mình đẹp cho nên là họ theo đuổi, họ bu mình, đúng không? Đúng. Tới hồi mà mình hết đẹp là họ gạt mình ra một bên liền. Đàn ông nào cũng vậy thôi à. Chị đã nói đúng, em công nhận là chị nói đúng. Cho nên là bây giờ chúng ta vô đi, chúng ta chúc mừng cho mình được tự do, đúng không? Đúng, mình có khả năng, mình có điều kiện, mình có thể lo cho bản thân mình được, đúng không? Đúng. Không cần đàn ông, không đúng. Cần đúng. Nè, kể từ bây giờ sẽ không có một tên đàn ông nào có thể làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta. Không có người đàn ông nào xen chân vô cuộc sống tươi đẹp của tụi mình nữa. Đúng rồi. Vô. Bây giờ chúng ta sẽ uống hết luôn. Uống hết để cho chị nói cái này. Nói gì? Bây giờ là mấy tụi mình độc thân đúng không? Đúng rồi. Là mấy tụi mình có quyền quen người mới đúng không? Ừ. Lúc nào chúng ta cũng sẽ có người yêu mới, không cần đàn ông. Hết người này sẽ tới người kia. Như vậy á. Đúng không? Quá đúng. Bây giờ chúng ta nâng ly thôi. Chúc mừng cho hội phụ nữ độc thân xinh đẹp có não của chúng ta. Đúng rồi, đúng không? Được. 1, 2, 3. Tôi yêu con đâu. Với em, anh luôn luôn thành thật. Tình cảm anh dành cho em luôn trong sáng và thật lòng. Anh cảm ơn em đã cùng anh đi trên con đường phía trước. Ngán tới tận cổ. Phải gặp nhau hoài vậy? Đúng rồi. Ông trời muốn cho tôi gặp anh, để cho anh thấy rằng không có anh tôi vẫn sống tốt, tôi vẫn tuyệt vời ra sao. Còn anh thì sao? Hả?
đúng là ông trời có mắt mà. Luật nhân quả rõ ràng thật đó. Tôi sống sao kệ tôi, miễn sao tôi cảm thấy hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Làm ơn tránh đường đi. Anh, mà em thêm té hả? Anh sao không? Anh không sao. Là chỗ nào không? Anh không sao. Mình đi đi. Cảm ơn chị nha. Thiệt tình á, là tôi không tin thằng Sĩ Lâm là người như vậy. Tôi cũng đâu có tin được. Nhưng mà con Thu Sương nó quả quyết như vậy mà. Rồi mấy bữa nay bà có gặp Sĩ Lâm không? Có gọi điện cho nó, nhưng mà nó nói chuyện sơ sơ rồi cúp máy à. Chà, rồi biết là bên Suya người ta có biết chuyện này không? Bên đó bây giờ cũng bó tay luôn rồi. Nói là lúc này tính tình của thằng Sĩ Lâm thay đổi dữ lắm. Nó không thèm nói chuyện với ai hết đó. Chia tay với con Thu Sương luôn rồi. Kỳ cục thiệt á. Biết nó ăn phải bùa mê thuốc lú của con nhỏ nào mà tự nhiên trở thành người đàn ông tệ bạc như vậy chứ. Đi, Thu Sương về rồi kìa. Trời, chuyện gì mà khóc vậy con? Hả? Có chuyện gì vậy con? Hả? Gì vậy? Hồi nãy con đi ngoài đường, con gặp tên khốn nạn đó đó. Con không ngờ hắn lại càng tình càng nghĩa với con như vậy. Mày biết không? Bây giờ hắn đang hạnh phúc với cái con hồ ly tinh kia kìa. Trời ơi. Con... Thôi. Ê, trời ơi, con Sương, con sao vậy nè? Ông ơi. Bà giữ nó. Ê, tôi kêu cấp cứu. Thu Sương ơi, con đừng có làm mẹ sợ nha. Thu Sương, tỉnh dậy đi con. Một tuần rồi, không thấy anh ấy nhắn nhủ gì nữa. Chắc có lẽ có việc gì đó đáng quan tâm hơn. Chị Hai, sao chị còn ngồi ở đây được? Em cũng không nghĩ là chị Hai lại lạnh lùng đến như vậy. Nếu không thể là người yêu thì cũng có thể là bạn mà. Bạn gặp nạn, sao chị Hai lại bỏ mặt? Em nói cái gì vậy? Ai gặp nạn? Ai bị cái gì? Thì anh Duy Tân đó. Anh bị sốt xuất huyết cả tuần nay mà không có hay biết. Bệnh càng ngày càng nặng, đi xét nghiệm thì mới hay. Bây giờ anh đang nằm trong bệnh viện đó. Cái gì? Chúc mừng cả nhà nghe, có tin vui được hơn 2 tháng rồi. Ủa, bác sĩ nói sao? Ý bác sĩ là... Con so nên chị không biết đúng không? Là có em bé rồi đó. Chị hả bác sĩ? Dạ. Con ơi, con sắp có con rồi. Như vậy là mẹ sắp có cháu rồi. Đây là tin vui của nhà mình nghe. Không! Mẹ! 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 Thả con ra! Thả con ra đi mà. Con không chấp nhận cái thai này. Con không chấp nhận đứa bé được sinh ra từ loài phản bội khốn nạn đó. Thả con ra. Con ơi con, đứa bé là vô tội mà con. Nó có biết gì đâu con.
Phải rồi đó con ơi, con mà làm như vậy thì nó tội lắm con ơi. Mẹ thả con ra đi. Con không chấp nhận. Đứa bé được kết tinh từ tình yêu, nhưng tình yêu đó bây giờ là sự phản bội. Con không muốn đứa bé được sinh ra đời. Như vậy chỉ có để nó khổ thôi. Thả con ra đi mà. Con không muốn dính líu gì liên quan gì tới cái tên khốn nạn đó nữa hết á. Thả con ra. Đừng con ơi con. Con gái của mẹ không thể nào tàn nhẫn như vậy được. Con bình tĩnh lại đi, nghe lời mẹ đi. Chuyện gì cũng còn có cách giải quyết mà con. Mẹ tha con ra đi. Bác, thả con ra. Được, hai người không thả con ra, con sẽ tự giải quyết trong căn phòng này. Con ơi con, đừng con ơi. Đừng, con đừng có làm như vậy. Con mà làm như vậy á, mẹ chết cho con bây giờ đó. Ê, nó bậy đúng mà. Được rồi, bác sẽ mở cửa cho con ha. Ha, đi đi. Trời ơi, cái thai nó cũng gần 2 tháng rồi trời. Nó còn nhỏ mà, dễ giải quyết thôi. Giải quyết lần cho nó nhẹ nhõm người đi. Trời đất ơi, ông nói cái gì vậy? Sao mà ông bất nhân quá vậy? Bác Tiên nói phải đó. Mẹ bác thả con ra đi. Con không muốn cuộc đời con phải khổ vì bất cứ điều gì liên quan tới hắn nữa. Thả con ra. Trời ơi, sao cuộc đời của tôi lại gặp toàn những người không ra gì hết trơn vậy? Đúng là đi. Thôi được rồi, để bác mở cửa cho con. Nhưng mà này, chờ bác lấy cái chìa khóa nha. Đâu? Thì hồi nãy có cái bà đổ rác đi ngang qua, tôi ném vô xe rác rồi. Trời ơi, chết cha rồi, mất cái chìa khóa rồi con ơi. Chết. Hai người thả con ra đi. Hai người đừng đóng kịch với con nữa. Thả con ra. Nếu con thả con ra, con sẽ chết trong phòng đi đó. Thả con ra. Thôi được rồi con bình tĩnh không? Đừng đập cửa rồi hư cái cửa của bác à nha. Thì bác kiếm dụng cụ rồi bác mở cái khóa cửa này cho con nha. Bình tĩnh nha, đừng nghĩ bậy nha con. Được, con cho hai người nửa tiếng đó. Con chịu hết nổi rồi. Được rồi, nửa tiếng nha. Bây giờ ông coi chừng nói nha. Tôi xuống dưới tôi thay đồ rồi tôi đi qua nhà sĩ Lâm liền nha. Nhà sĩ Lâm? Rồi, cắm chừng nó nghe chưa? Rồi. Sĩ Lâm ơi! Mẹ hả? Chờ con một chút. Sĩ Lâm ơi! Con... Mẹ? Trời ơi! Sao con gầy quá vậy? Mẹ tìm con có chuyện gì không? Con ơi con! Con phải giúp con thu xương đi con! Con xin lỗi! Tụi con đã hết rồi! Không con ơi! Đừng con! Con Thu Sương đã có thai rồi. Thai đã được 8 tuần tuổi. Bây giờ nó đang đòi bỏ thai kia kìa. Con ơi, chuyện này là khẩn cấp lắm. Mẹ xin tụi con hãy dẹp chuyện hai đứa qua một bên đi, rồi tính chuyện này trước được không con? Mẹ nói sao? Thu Sương có thai rồi hả? Con có con hả? Mẹ không biết là giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mẹ xin con hãy thương đứa bé giùm mẹ. Thu Sương đang ở đâu vậy? Mẹ dẫn con cặp gái liền đi. Đi con, lẹ lên con. Lên đây con. Trời ơi, kêu ông canh chừng nó, ông ngủ hả? Trời ơi, đó, tôi đang canh chừng nó nè. Trời ơi, nãy giờ nó còn quậy dữ lắm lúc bà đi á. Nhưng bây giờ hết quậy rồi, nó nằm im rồi. Sương à, Sương, mẹ báo cho anh biết tin rồi Sương à. Cảm ơn em đã cho anh một đứa con. Anh không còn gì để hối hận nữa. Sương à, anh yêu em nhiều lắm Sương à. Trời, Sương. Trời ơi, con nói cái gì vậy? Con khuyên nó cái vụ mà nó đòi bỏ thai kìa. Nè nè, em ơi, đừng làm chuyện dại dột nha. Có giận anh thì giận, đừng bao giờ bỏ con nghe Sương. Sương à, con nó cần có anh và em mà. Sương, mình làm đây từ đầu đi. Sương ơi, Sương. Sương ơi. Bình tĩnh đi con, bình tĩnh. Bình tĩnh đi, bác lấy chìa khóa, bác mở cửa ra coi nó có gì chẳng không. Lẹ đi ông ơi, lẹ đi. Họ phải mở nữa. Ủa, con kèo cửa sổ đi đâu rồi? Con. Cả nhà cứ yên tâm đi. Con không phải là loài cầm thú để đến nỗi giết con của mình đâu. Cho dù cha nó có khốn nạn đi nữa, thì nó vẫn còn một người mẹ tuyệt vời. Chưa, em không sao chứ. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho một đứa con. Cảm ơn em nhiều lắm. Đồ trơ trẽn, anh cút đi. Trời ơi, con. Bình tĩnh con. Diễn gì thì từ từ nói.
Ủa, chị Lâm, con sao vậy? Lâm. Hả? Con bị cái gì vậy? Hả? Hả? Con đau quá. Chị Lâm, con sao vậy? Con có sao không? Ê, đây này nè. Chị Lâm. Chị Lâm, chị Lâm. Con có sao không vậy, chị Lâm? Mọi người, kệ hắn đi. Duy già giả bộ để khiến người khác thương hại hả? Tôi không bắt lừa anh nữa đâu. Anh đòi đầu quá, Sương ơi. Ừ, thôi. Có chuyện nó đau thiệt đó con ơi. Đúng rồi. Chị Lâm. Sương ơi, sao nó đau dữ vậy con? Hả? Trời ơi. Chị Lâm. Anh làm sao rồi bác? Ủa, cô lại vậy? Anh. Đau quá. Anh có sao không anh? Anh đau quá. Mọi người, gọi xe cấp cứu đi. Đưa anh cho bệnh viện liền. Anh đau quá. Anh đau quá. Sao mình phải ngồi để chờ kết quả của hắn chứ? Hắn đã có nhỏ hồ ly tinh kia chăm sóc rồi mà. Mẹ, mình về đi. Thân hắn cứ để cho tự hắn lo. Mình về đi mẹ. Đừng nói vậy, người ta nói mình ác con. Chưa biết tình hình nó ra sao mà con. Mẹ không về á thì con về. Sương. Chị Thu Sương. Chị khoan đi đã. Thì ra là cô làm ở đây hả? Cũng tiện thiệt á ha. Chị theo tôi có chuyện này muốn nói với chị. Tôi xin chị đó, hãy theo tôi một lần đi. Anh ấy cấm tôi không được nói chị biết chuyện này. Nhưng đã đến nước này và lại chị cũng đã có thai, tôi nghĩ là chị cần phải biết sự thật. Đã được tiếp xúc với con, mặc dù em bé vẫn còn trong bụng mẹ. Anh giấu tất cả mọi người để mọi người xa lánh anh ấy, chỉ vì anh ấy sợ mọi người sẽ đau lòng khi biết về sự thật này. Anh ấy tìm mối bán nhà để lên Đà Lạt, để mọi người nghĩ rằng anh ấy đi theo một cô gái nào đó. Nhưng thật ra anh ấy lên đó để tìm bữa đêm lặng lẽ. Khối u ác tính. Bác sĩ có nhầm lẫn không? Tại sao tôi lại bị? Tất cả các kết quả đã khẳng định điều đó. Mà anh đã từng bị chấn thương ở đầu chưa? Năm ngoái tôi có bị té xe, đập đầu xuống đường. Lúc đó tôi y chỉ không có vài mũi, rồi nghỉ ngơi mấy ngày rồi khỏe. Thật ra anh bị tổn thương ở vùng não sau cái lần va đập đó. Nhưng mà trước đây vết thương rất là nhỏ, không có gây ra biến chứng gì để nhận biết điều đó. Nhưng mà lâu ngày á, máu nó tích tụ trong não, dẫn đến thành khối u ác tính. Bây giờ thì... khả năng chữa khỏi thế nào hả bác sĩ? Tôi có cơ hội sống sót không? Thực sự á, thì khó nói lắm. Khối u bây giờ đã di căn rồi, có thể tiến hành phẫu thuật để cắt bỏ khối u, mà khả năng thành công rất thấp, chỉ có 1/10 thôi. Thời gian còn lại của anh còn tùy thuộc theo ý trời. Bệnh viện chúng tôi đội ngũ săn sóc đặc biệt theo những tình trạng như anh. Mà nếu anh biết giữ gìn sức khỏe cẩn thận á, thì tôi nghĩ có thể kéo dài sự sống hơn. Đây là cô Lan điều dưỡng. Từ nay cổ sẽ theo dõi bệnh tình của anh. Bây giờ tôi sẽ nhờ cô Lan đưa anh về nha. Không cần đâu bác sĩ. Tối nay tôi có hẹn với vợ tôi đi ăn tối rồi. Anh có tự lái xe được không? Tôi lái được. Tôi vẫn khỏe mà. Anh ấy muốn mọi người phải nhẹ nhõm hơn khi biết sự thật này, đặc biệt là chị. Anh ấy biết chị rất là yêu anh ấy, chị sẽ không bao giờ chấp nhận được cái sự thật về chuyện này. Anh sĩ Lâm lúc nào cũng muốn chị lúc nào cũng hạnh phúc, cũng phải thanh thản. Chính vì thế mà anh ấy quay lại với chị hoàn toàn không còn nhớ đến anh ấy nữa. Anh ơi là anh.
Anh nhớ tất cả mọi người để mọi người xa lánh anh ấy, chỉ vì anh ấy sợ mọi người sẽ đau lòng khi biết về sự thật này. Anh Sĩ Lam lúc nào cũng muốn chị lúc nào cũng hạnh phúc, cũng phải thanh thản. Chính vì thế mà anh ấy quay lại với chị hoàn toàn không còn nơi đến ấy nữa. Anh đi đâu? Anh đi đâu mà tại sao? Trên người anh toàn là vết son, hả? Thì đi nhậu với mấy thằng bạn đàn ông không à? Nhậu có gái gú mà đứa bên nói chuyện cho vui, làm gì quá vậy? Anh điên rồi hả? Anh có biết anh đang nói gì không? Nhìn mặt em hung dữ, giống cục cái. Anh cút đi. Rồi, anh xuống phòng khách ngủ, khỏi làm phiền em. Nhưng em không còn yêu anh nữa, thả tự do cho em. Tôi làm gì? Tôi làm gì mà anh nói là anh mệt mỏi gì tôi? Những gì em làm từ trước tới giờ anh cảm thấy em không hề yêu anh. Anh cũng không muốn lúc nào cũng chiều chuộng lấy lòng làm cho em vui hết. Em hiểu không? Tôi sẽ khắc sâu những lời nói này của anh vào tận xương tận tủy của tôi. Tôi chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Con đã, anh không cần phải nói thêm bất cứ lời nào nữa cả. Bát nước đã đổ đi thì mãi mãi không bao giờ hốt lại được. Anh bán cái nhẫn này nha, anh có người khác rồi. Anh mới nhận ra đó mới chính là tình yêu của anh. Còn em á, chỉ là tình yêu mộ nhận của anh thôi. Chúng ta chỉ là một người bạn học từ trước tới giờ, không hơn không kém, em hiểu không? Trời ơi, tại sao vậy chị Lâm? Tại sao vậy? Anh điên rồi, anh điên thật rồi. Anh có biết anh làm như vậy là anh hãm em lắm không? Tại sao? Tại sao lại hãm em như vậy hả? Xin lỗi.
Anh ơi, anh ơi. Tỉnh rồi hả? Anh đã hôn mê mấy ngày rồi, anh biết không? Em biết hết rồi sao? Em và tất cả mọi người ai cũng biết hết rồi. Em mắt đâm lạ quá, không giống ngày thường. Có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Ừ, đúng rồi. Nhẫn của em đâu? Nè, anh luôn giữ bên người để lúc nào cũng nhớ tới em. Vậy với anh nha. Tại sao anh lại giấu em? Anh có biết là anh làm như vậy á, là anh ác em lắm không hả? Xem chút nữa là em ghét luôn cả con mình rồi. Anh xin lỗi, nếu biết mình có con á, anh đâu có khùng mà làm như vậy. Anh không biết tánh em thế nào mà, anh tưởng tượng thế nào anh cũng biết mà. Dám nói em tưởng hả? Thôi kệ đi, dù gì được ở bên cạnh của em là điều hạnh phúc của anh rồi. Anh ấy sẽ phản ứng ra sao khi thấy mình? Không sao đâu, mình chỉ đến thăm anh ấy như thăm một người bạn thôi mà, có gì mà phải ngại ngùng chứ. Thì ra ảnh cũng không suy sụp nhiều như mình từng áy náy. Nặng hôm để anh xách cho. Em xách được mà, em nói rồi, cái gì anh cũng đòi mua hết á. Em nói chào em. Anh có hơi bất ngờ là em vẫn còn giữ chìa khóa nhà này. À, dù gì thì vẫn còn là bạn, cho nên em muốn tới thăm anh để xem anh thế nào thôi. Nhưng mà việc em tới đây vẫn không bất ngờ bằng việc cô bạn thân của em cũng ở đây. Đừng có hiểu lầm Dung,
Dung tới đây là để phụ anh Duy Tân. Dung thôi, Trang anh đâu có hỏi gì đâu mà Dung trả lời vòng vo quá vậy. Trang anh đủ thông minh để nhìn nhận được sự việc mà. Dung yên tâm đi. Trang anh, buông ra. Giải thích thì Trang anh. Trang anh. Trang anh. Trang anh, Trang anh, đứng lại nghe Dung giải thích đi. Buông tay Trang anh ra. Dung không xứng đáng là bạn của Trang anh. Bạn thân thì càng không. Đúng là không thể nào ngờ được mà. Không phải đâu, mình không có tồi tệ như là Trang anh nghĩ đâu. Có lý do hết á. Không. Điều tệ nhất là cướp đi người yêu của bạn mình. Trong tình bạn đó là điều cấm kỵ. Dung đã không xem Trang anh là bạn, cho nên mới làm như vậy đúng không? Không phải. Thực ra, Dung tới đây là để an ủi, là để chia sẻ với anh Duy Tân. Trang có biết không, từ khi Trang anh chia tay với anh đã đau khổ, anh đã suy sụp, anh sống dở chết dở kia kìa. Trang anh hãy nghĩ lại đi. Nếu như Trang cũng có một người bạn đang đau khổ, Trang có tới để chia sẻ và an ủi với anh không? Được. Nếu như mà theo Dung nói thì hai người chỉ làm bạn thôi đúng không? Vậy thì đi theo Trang anh. Đợi Trang anh một chút. Trang anh có chuyện muốn nói với anh. Hôm nay sẵn có Dung ở đây, Trang anh muốn Dung làm chứng cho những gì mà Trang anh sắp nói với ảnh. Em vẫn luôn yêu anh. Tình cảm của em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Không có gì là quan trọng bằng anh hết. Hãy tha thứ cho em. Mình làm lại từ đầu đi anh. Anh xin lỗi em, nhưng nụ hôn vừa rồi anh không còn cảm giác nữa. Người đứng trước mặt em bây giờ là một người hoàn toàn khác, và người đó cũng đã có tình cảm khác. Dung còn điều gì để giải thích nữa không? Mình thôi đi. Trang anh không giận những người thật thà, chỉ căm ghét những người giả dối. Cảm ơn Dung đã đem lại hạnh phúc mới cho người yêu cũ của Trang anh. Có gì đâu mà em phải sợ hãi. Anh và em không làm sai gì cả. Anh có biết anh nói như vậy với nó, nó sẽ đau khổ như thế nào hay không? Vậy bây giờ em muốn anh phải làm sao? Anh phải làm một con mèo ngoan, nằm ở nhà chờ đợi. Cô ấy thích thì cô ấy tới, còn không thích thì cô ấy đi. Như vậy hả? Không phải.
Ý em cũng bảo là như vậy. Nhưng mà làm sao cho nó có thể chấp nhận được. Em là bạn thân từ nhỏ tới lớn của nó. Trời ơi, sao em có thể đối xử với nó như vậy? Nó có mệnh hệ gì thì làm sao đây? Em lo nghĩ cho người khác nhiều quá. Em bớt lo lại đi. Trong chuyện tình cảm của anh, không ai hiểu Trang Anh bằng anh. Sở dĩ anh nói những lời đó với cô ấy là vì anh không còn lòng tin nữa. Mà một khi trong tình yêu đã không còn lòng tin rồi thì cũng giống như lâu đài xây trên cát vậy. Em có hiểu không? Trong hoài mơ lối em đi đường đêm mịt mù. Xin lỗi em, khói mơ một ngày em đã. Nhưng nụ hôn vừa rồi vui buồn chết ngất không còn cảm giác nữa. Người đứng trước mặt em bây giờ là một người hoàn toàn khác, và người đó cũng đã có tình cảm khác. Em sách được mà. Em nói rồi, cái gì anh cũng đòi mua hết á. Em nói đừng có hiểu lầm. Dung tới đây là để phụ anh Duy Tân. Dung thôi, Trang Anh đâu có hỏi gì đâu mà Dung trả lời vòng vo quá vậy. Trang Anh đủ thông minh để nhìn nhận được sự việc mà. Từ khi Trang Anh chia tay với anh, anh đã đau khổ, anh đã suy sụp, anh sống dở chết dở kia kìa. Sao cô có thể đối xử với tôi vậy hả Trang Anh? Tôi đã tôn trọng cô rồi mà. Tôi cho cô quyền tự do quyết định cuộc sống tương lai của cô. Tại sao vậy? Tại sao cô lần này ở lần khác cô tạo cho tôi cái niềm tin, xong rồi cô đạp bỏ nó? Cô xem tôi là muốn đồ chơi không hả? Nếu như Trang cũng có một người bạn đang đau khổ, Trang có tới để chia sẻ và an ủi với anh không? Được. Nếu như mà theo Dung nói thì hai người chỉ làm bạn thôi đúng không? Trong hồn cô Trang Anh không giận những người thật thà, chỉ căm ghét những người giả dối. Cảm ơn Dung đã đem lại hạnh phúc mới cho người yêu cũ của Trang Anh. Trang Anh! Trang Anh! Sao tự nhiên sáng sớm đem hoa, đem hình cưới ra chân vậy ta? Đây.
lại có máy quay nữa. Hôm nay có ngày gì đặc biệt không? Sao mình không nhớ ta? Chết rồi, mình mà không nhớ chắc cô giận mình lắm ạ. Đứng im. À, nhà ngươi đã bị ta bắt cóc, hiện giờ nhà ngươi đang ở trong động, không ai hiểu được của ta. Trời, cái tình động gì nghe nổi da gà vậy? Nè, trời chủ ơi, tha cho tôi đi. Tôi không có đẹp trai, tôi không có giàu có nữa, bắt tôi làm chi vậy? Làm ơn đi. Ta bắt nhà ngươi về để làm chồng ta và làm cha của con ta. Cái gì kỳ vậy? Tự nhiên bắt về làm chồng làm cha là sao? Hay là cái nhan sắc của đại chủ đẹp quá rồi không ai dám lấy, cỡ như Chung Du Diệm gì đó? Thôi nha, anh vừa phải thôi. Đừng có thấy người ta giỡn giỡn á thì sự cơ hội mà hả, nói xấu người ta. Wow, nữ đại chủ đẹp quá, lấy tôi về chi cho lỗ vậy? Bởi vì nhà ngươi á là chủ nhân của vụ này nè. Anh đừng có đứng xa quá, đứng gần lại đây nè thì máy quay mới thấy anh được chứ. Baby của mẹ à, con bây giờ á đã được hơn 2 tháng rồi đó. Ba và mẹ mới vừa diễn cho con xem một vở kịch có tên là Người đẹp và quái vật. À đúng rồi, Người đẹp và quái vật. Nhưng người đẹp á là mẹ nè, còn quái vật á là ba của con đó. Người đẹp vì lòng trắc ẩn, vì lòng cao thượng mà đã bắt cóc quái vật đem về chuồng của mình để cảm hóa anh ta, và từ đó đã cho ra đời một cô bé xinh xắn hơn 2 tháng tuổi. Ủa, sao biết là cô bé vậy? Thì tại vì em thích con gái. Thôi, cái tư tưởng trọng nữ khinh nam phải bình đẳng chứ, biết đâu á nó là một bé trai kháu khỉnh giống như anh vậy nè. Nè, thôi đi, để nói lại nha. Con à, con là kết quả của tình yêu giữa ba và mẹ. Nếu con là con gái á thì con phải đẹp gái dễ thương giống như mẹ của con vậy nè nha. Con à, nhưng mà nếu con là con trai thì con phải cố gắng, con phải thật là giống ba con nghe không? Bởi vì ba con là người tốt nhất trên đời này. Ba con là số 1, ba con là số 1 đó con biết không? Nhưng nếu sau này con có lấy vợ thì cũng đừng có giống ba con mà chọn mẹ nghe chưa? Bởi vì những người phụ nữ như mẹ chỉ làm khổ ba con, những cô gái như vậy chỉ làm khổ con thôi. Thôi đi ha. Nè, mình cứ cứu con đây nha. Từ đến đây anh chào con yêu, hẹn gặp lại nha. Anh tắt nha. Xong rồi. Anh ơi, đang vui mà tự nhiên mất tính với em, đừng có khóc nữa. Mất đâu mà mất. Nè, anh còn ở đây với em mà mất đâu mất. Không sao hết, anh có bầu á, bà buồn bã khóc lóc vậy, đẻ con ra nó xấu xí á biết không? Nó xấu gì nè. Bệnh của anh á, bác sĩ nó cũng chưa biết trước điều gì mà. Có người ta sống được mấy năm nữa. Ủa, biết đâu anh số đỏ thì sao? Anh phải tin anh chứ. Tin anh. Bỏ Dung à? Sao từ hôm qua đến giờ em im lặng với anh suốt vậy? Đâu có gì đâu anh. Chẳng qua em thấy mọi chuyện nó bất ngờ quá.
Em đừng có bỏ anh nha. Không có đâu. Khi nào mà anh còn thấy cần em sẽ ở bên cạnh anh mà. Anh chỉ cần một mình em thôi. Anh sẽ không bao giờ làm em đau khổ đâu. Hãy tin anh nha. Đi về đi. Em vô nhà trước đi. Em vô á nha. Em, để anh phụ cho. Bình thường làm quen rồi, giờ ngồi thấy kỳ cục quá. Anh ngồi im đó cho em. Anh á, đừng có tập hư em như vậy có được không? Em á, phải làm vợ hiền bữa chứ. Em bình thường vậy là hiền lắm rồi. Anh đâu cần kiểu vợ hiền giống người ta đâu. Nếu cần á, anh lấy người khác rồi. Hả? Cái anh này, anh nói như vậy đó hả? Cho anh phụ nha. Ngồi không á, ngồi giống như bị tàn tật vậy á. Bực bội lắm. Thôi được rồi, thôi được rồi. Cho anh phụ đó, chứ em gồng em cũng mệt quá đi nè. Nè. Ta không thể tin được. Nè, em mua ở nhà hàng nào vậy? Mua nhà hàng nào? Là em nấu đó. Em nấu? Thu Sương ơi. Thu Sương. Em ơi. Em nè. Anh sao vậy? Không phải, Thu Sương đâu biết làm cái món này đâu. Em ơi, Thu Sương ơi. Thu Sương ơi. Là em nấu đó. Em nấu thiệt hả? Chảo quá đi chọc em hoài. Trước đây á, em là Thu Sương, là người mà Sĩ Lâm yêu. Nhưng còn bây giờ, em là vợ của anh, là người yêu anh hơn cả bản thân của mình. Hiểu chưa? Cho anh ăn đi. Thôi mình ăn cơm ha. Nè, em gấp cho. Anh phải ăn thiệt nhiều vào nghe không? Chào em. Em có thể vào nhà được không? Em muốn nước cam nha, để đi lấy. Không, em không uống nước đâu. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Em muốn nói chuyện gì? Chuyện anh và Bảo Dung có thật hay không? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng tại sao em hỏi vậy? Em muốn anh nói thật. Anh đang nói chuyện với em hoàn toàn nghiêm túc. Tình cảm của anh dành cho Bảo Dung là thật. Vô lý. Anh và em yêu nhau sâu đậm 5 năm trời. Còn anh và Bảo Dung chỉ mới quen nhau có vài tháng. Làm sao mà yêu liền được? Anh yêu em, nhưng mà vì quá đau khổ với em, cho nên anh mới chấp nhận Bảo Dung để thay thế vị trí của em, đúng không? Anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Như vậy sẽ làm khổ cho Bảo Dung và khổ cho chính anh nữa. Em nghe anh nói nè. Thứ nhất, anh không hề quen Bảo Dung vài tháng, mà anh đã biết 5 năm nay rồi. Cho nên anh rất là hiểu con người của Bảo Dung. Còn với em, đúng, anh và em đã yêu nhau 5 năm rồi,
Nhưng thực chất anh hoàn toàn không hiểu một chút gì về con người của em cả. Đối với anh bây giờ, anh chỉ xem em là bạn. Tất cả chuyện gì đau buồn, khổ sở trước đây mà em đã gây ra cho anh, anh hoàn toàn không còn nghĩ gì nữa. Bây giờ đứng trước mặt em, anh rất là bình thản. Em hiểu anh nói không? Em không tin, em không tin. Chính anh cũng không tin được tại sao mà có thể vượt qua cú sốc tình cảm quá lớn như vậy. Nhưng rồi tự nhiên nó lại diễn ra. Bảo Dung đã giúp anh lấy lại niềm vui, niềm tin trong cuộc sống. Rồi dần dần anh không còn cản được tình cảm tự nhiên mình dành cho cô ấy. Có thật hay không? Tất nhiên là thật rồi. Nhưng tại sao em hỏi vậy? Em muốn anh nói thật. Anh đang nói chuyện với em hoàn toàn nghiêm túc. Tình cảm của anh dành cho Bảo Dung là thật. Vô lý. Anh và em yêu nhau sâu đậm 5 năm trời. Còn anh và Bảo Dung chỉ mới quen nhau có vài tháng. Làm sao mà yêu liền được? Anh yêu em, nhưng mà vì quá đau khổ với em, cho nên anh mới chấp nhận Bảo Dung để thay thế vị trí của em, đúng không? Anh đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Như vậy sẽ làm khổ cho Bảo Dung và khổ cho chính anh nữa. Em nghe anh nói nè. Thứ nhất, anh không hề quen Bảo Dung vài tháng, mà anh đã biết 5 năm nay rồi. Cho nên anh rất là hiểu con người của Bảo Dung. Còn với em, đúng, anh và em đã yêu nhau 5 năm rồi. Nhưng thực chất anh hoàn toàn không hiểu một chút gì về con người của em cả. Đối với anh bây giờ, anh chỉ xem em là bạn. Tất cả chuyện gì đau buồn, khổ sở trước đây mà em đã gây ra cho anh hoàn toàn không còn nghĩ gì nữa hết. Bây giờ đứng trước mặt em, anh rất là bình thản. Em hiểu anh nói không? Em không tin, em không tin. Chính anh cũng không tin được tại sao mà có thể vượt qua cú sốc tình cảm quá lớn như vậy. Nhưng rồi tự nhiên nó lại diễn ra. Bảo Dung đã giúp anh lấy lại niềm vui, niềm tin trong cuộc sống. Rồi dần dần anh không còn cản được tình cảm tự nhiên mình dành cho cô ấy nữa. Anh ngồi đi. Hãy tha thứ cho em. Anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà. Chỉ vì mẹ em bị người ta đánh ngang, đó là nỗi đau khổ và nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời của mẹ em. Mẹ em cần rất nhiều tiền để hồi phục lại gương mặt. Đối với mẹ em, sắc đẹp là điều quý giá nhất. Em phải giúp mẹ em, anh có hiểu không? Em cần rất nhiều tiền để giúp mẹ em, và em không muốn anh phải lo lắng bận tâm về em nữa. Cho nên em mới. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong hết rồi. Mình quay trở lại với nhau đi anh. Em hứa là em sẽ không bao giờ làm anh đau khổ nữa. Em hứa đó. Anh tin em đi. Những điều em vừa nói là sự thật. Đúng. Em xin thề là tất cả những điều em nói đều là sự thật hết. Bây giờ mẹ đã về sống chung với em.
anh có thể hỏi thẳng mẹ em. Hoặc là anh chỉ cần nhìn mặt mẹ em thôi thì anh cũng hiểu là em không bao giờ lừa dối anh. Mẹ hiểu tất cả những chuyện đã xảy ra và hiểu được là em yêu anh nhiều như thế nào. Em vẫn luôn yêu anh. Mình làm lại từ đầu đi anh. Anh hiểu rồi. Bây giờ em có thể đi về để anh một mình được không? Thôi được rồi, em sẽ đi về. Nhưng mà anh hãy cho em câu trả lời sớm nhất có thể nha anh. Em đợi anh. Tại sao chuyện này lại xảy ra như vậy? Ủa, Bảo Minh hả? Anh gọi cho chị em mà. À, chị Bảo Dung ra ngoài mua đồ rồi. Bỏ quên điện thoại ở nhà. À, vậy hả? Vậy khi nào chị về, em nói chị gọi lại anh nha. Anh chờ chị á. Dạ. Cảm ơn em. Hơn một tuần rồi, Bảo Dung không thèm liên lạc với mình. Tới nhà thì người nhà lại nói là không có ở nhà. Vậy là sao? Em lại làm sao nữa vậy hả Bảo Dung ơi? Em vô được không? Anh coi nè, em mua nhiều đồ ăn lắm. Em nấu rồi, hai đứa mình cùng ăn nha. À quên nữa, em có mua hoa hồng nữa nè. Hôm nay em lại mua hai cành hoa hồng. Em có ý nói với anh cái gì đây? Em cũng không biết nữa. Em thích hoa hồng cho nên em mua cho em một bông, còn anh một bông. Thôi, em đi xuống nấu đồ ăn đi nha. Anh đang suy nghĩ gì vậy? Sao Bảo Dung? Anh xin lỗi. Tất cả mọi chuyện bây giờ đã thay đổi rồi. Kể cả anh. Không. Như vậy là không công bằng với em. Chẳng phải là em đã nói hết tất cả lý do cho anh nghe rồi sao? Chẳng lẽ
anh để bụng chuyện em chia tay anh, mà anh ghét bỏ em hay sao? Anh không để bụng. Dù những lần em làm cho anh đau khổ đều có lý do chính đáng. Như lần này, anh hiểu là em vì mẹ em. Nhưng thực tình, tình cảm trong lòng anh nó đã tự nhiên thay đổi, kể cả anh cũng không thể nào kiểm soát nó được. Chẳng lẽ anh không còn yêu em một chút nào nữa hay sao? Anh không biết. Bây giờ trong lòng anh chỉ có Bảo Dung thôi. Anh quên đi, quên Bảo Dung đi. Nó sẽ không bao giờ gặp anh nữa đâu. Anh hãy cho em thêm thời gian, em sẽ khiến anh yêu em trở lại như ngày xưa. Em vừa nói cái gì? Tại sao Bảo Dung không gặp anh? Hả? Em chỉ đoán vậy thôi. Không, chắc chắn là em biết lý do. Bảo Dung gặp chuyện gì phải không? Em nói đi, em nói cho anh biết đi. Bảo Dung gặp chuyện gì phải không? Em nói đi. Anh thôi đi. Bảo Dung. Bảo Dung yêu anh được bao lâu mà anh coi trọng như vậy? Bảo Dung có yêu anh bằng em yêu anh hay không? Có đau khổ gì anh bằng em hay không? Được rồi, bây giờ anh muốn gặp Bảo Dung đúng không? Vậy thì đi gặp Bảo Dung đi. Trời ơi, sao dạo này em màu mè quá vậy? Mất hết khí chất của bà luật sư rồi. Màu mè cái gì? Quay cho con coi mà. Con yêu à, hôm nay ba và mẹ sẽ thông báo cho con một tin vô cùng trọng đại. Nè khoan đã, mình phải chào con theo đúng thường lệ chứ. À đúng rồi, xin chào con yêu. Baby của mẹ biết không, bây giờ á con đã được 4 tháng rồi đó. Mà 4 tháng là ý nghĩa gì con biết không? Tức là mẹ đã siêu âm con và biết con là một bé gái vô cùng xinh đẹp của mẹ. Con gái à, bà hạnh phúc lắm. Bà mong ước sau này cũng lớn lên đó, cũng phải mạnh mẽ, giỏi giang, xinh đẹp giống như mẹ của con vậy nè. Bà không muốn con gái của ba bị bất kỳ ai hiếp, con hiểu không? Anh đó nha. Anh nói như vậy chẳng khác nào anh nói em hung dữ giống như bà chằn lửa vậy đó. Rồi hả, không ai dám ăn hiếp em hả? Nè nè nè, có tật thì giật mình nha, anh không có nói tên em đâu. Còn không nói nữa, anh nói chứ ai mà còn không nói nữa. Con yêu à, con có biết không, hiện giờ mẹ cảm thấy mẹ hạnh phúc lắm. Mẹ hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Khi mà đến lúc này đây, cả gia đình nhỏ của chúng ta, ba người, mẹ, ba và baby của mẹ vẫn đều được ở bên nhau. Và mẹ hạnh phúc hơn nữa khi mà baby của mẹ đang ở trong bụng. Đang ở trong bụng mẹ cảm nhận hơi thở và tình yêu yên bình của mẹ. Trời đất ơi, nói gì sâu xa quá, sao con nó hiểu được chứ? Anh á, sao con không hiểu được? Tuy rằng con không hiểu nhưng mà con cũng cảm nhận được những gì em nói mà. Anh á, bây giờ anh hãy im lặng thì anh sẽ nghe con trả lời. Hãy
Anh nghe con trả lời kìa em. Hôm nay ba mặc một lời, mọi người hãy nói thật cho nhau nghe là mình đang nghĩ gì đi, để khỏi phải khúc mắc và hiểu lầm nhau nữa. Bà Dung, anh muốn nói với em rằng ưu tiên phụ nữ nói trước, một lát anh nói sau đi. Bảo Dung, Dung đang nghĩ gì trong lòng thì hãy nói cho anh Duy Tân biết đi. Ảnh đang rất nhớ Dung vì trong thời gian qua Dung đã tránh mặt ảnh. Và hãy giải thích cho mình để anh khỏi phải nghi ngờ là mình có liên quan đi. Được, Dung sẽ nói. Anh Duy Tâm, thật ra là mấy bữa nay em không gặp anh là vì em nghĩ vai trò của em đã hoàn thành xong rồi. Em cần phải trả lại sự tự do cho anh. Vai trò? Vai trò gì? Vai trò của em là để xoa dịu cho anh, cho anh khuây khỏa đi cái nỗi đau anh bị người ta phụ tình. Em cũng giả vờ là em yêu anh để cho anh quên đi. Bây giờ thì em xong rồi, em trở lại vị trí ban đầu là em. Không đúng, em nói dối. Em không nói dối. Phải đóng kịch với anh hoài em thấy mệt mỏi lắm. Bây giờ thì Trang anh đã trở về rồi, hạnh phúc của anh là để cho Trang anh lo. Còn em, em trở lại là vị trí của em. Em đừng nói nữa. Em nói dối, em càng nói càng lộ rõ sự dối trá của em. Tại sao phải nói như vậy chứ? Em không có nói dối. Em thật sự không có yêu anh. Thôi được, nếu như em nói tất cả những lời nói của em là sự thật, bây giờ hãy nhìn thẳng anh đi. Nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại từ đầu cho anh nghe đi. Em không hề yêu anh. Bảo Dung, Bảo Dung. Anh Duy Tân. Bảo Dung, Bảo anh Dung. Duy Tân. Anh Duy Tân. Bảo Dung, Bảo Dung à? Anh Duy Tân. Bảo Dung, Bảo Dung, Bảo Dung nghe đó. Anh Duy Tân. Bảo Dung. À! Chị hai đừng có lo, chị Trang anh với anh Duy Tân sẽ không sao đâu. Bác sĩ ơi, bác sĩ, tôi sao bác sĩ? Bác sĩ ơi, bạn của tôi sao rồi bác sĩ? Chị Trang anh sao rồi bác sĩ? Tình hình á, người nam thì ổn rồi, chỉ bất tỉnh nhẹ thôi, còn người nữ thì... Thì sao bác sĩ? Thì sao bác sĩ? Do bị gãy xương lần trước, lần này bị tổn thương nặng và trầm trọng hơn, cô ấy sẽ bị tàn tật cả đời đó. Trời ơi, nhưng mà lần trước nó cũng bị gãy chân, rồi nó vẫn lạnh mà bác sĩ. Đúng là vậy.
Thường thì sẽ khỏi, nhưng vấn đề ở đây là bị chấn thương nặng vào cái vết nứt cũ. Khả năng lành hay không thì chúng tôi cũng chưa chắc chắn được. Trang anh ơi, Trang anh ơi, biết rồi. Alo. Alo, anh Duy Tân hả? Bệnh viện mới gọi báo em là Trang Anh mất tích rồi kìa. Anh đi tìm Trang Anh mau lên. Cái gì? Anh biết rồi, anh tới liền. Alo, em nghe đây, chị Bảo Dung. Thù Sương hả? Em giúp chị đi kiếm Trang Anh được không? Bệnh viện mới gọi báo là Trang Anh mất tích rồi. Sao lại như vậy được? Thôi được rồi, em tới ngay. Anh không để buồn. Dù những lần em làm cho anh đau khổ cũng có lúc. Như lần này anh hiểu là em nhìn mẹ em, nhưng một tình cảm trong lòng anh sẽ nâng tự nhiên hơn trong hoài mơ, kể cả anh cũng không thể nào kiểm soát được. Lối em đi đường đêm, chẳng lẽ anh không còn yêu em một chút nào nữa hay sao? Bây giờ trong lòng anh chỉ có Bảo Dung thôi. Dẫm lên hoa hồng bên say tình xa vắng rồi, bàn chân em quá thẳng vào mắt anh nhưng toàn tình trong và nói là từ đầu cho anh chung khơi đường về đêm đêm khẽ bước không hề yêu anh. Bảo Dung, Bảo Dung, anh đi đâu? Mình em trong bóng đêm buồn tình như Bảo Dung, Bảo Dung cuốn đêm dấu chân người và tên phong ba bao vết xóa em mong đời sẽ mở lâu đài trên cát con sông cuốn đã trôi đi theo dòng đời chắc chiều những lời dù buồn và ngọn nến mãi lung linh trong hồn tôi. Trang ơi!
Dũng xin Trang Anh đừng làm chuyện dại dột như vậy mà. Trang Anh xuống đi. Xuống đi. Dũng đứng lại. Dũng không được tới đây. Dũng mà tới đây Trang Anh nghỉ liền đó. Đừng mà. Xuống đi. Đi xuống đi. Trang Anh. Trang Anh. Dũng em đi. Đừng đâu. Dũng là người bạn thân duy nhất của Trang Anh, là người mà Trang Anh tin tưởng. Vậy mà Dũng đã làm cái gì vậy hả? Dũng cướp đi người mà Trang Anh yêu thương nhất. Bây giờ Trang Anh không còn biết tin tưởng ai nữa hết. Trang Anh chỉ muốn chết thôi. Đừng, đừng mà. Phải. Dũng biết Dũng có lỗi cho Trang Anh. Dũng có lỗi cho Trang Anh. Nhưng mà Dũng không thể nào làm khác được. Trong chuyện tình cảm, con tim nó có lý lẽ riêng của nó. Trang Anh, Dũng xin Trang Anh, Trang Anh đi xuống đi. Đi xuống đi. Dũng em đi. Dũng không thể nào làm khác được hả? Vậy thì Dũng và anh Duy Tân vẫn sẽ tiếp tục đến với nhau đúng không? Dũng. Vậy thì để Trang Anh chết đi. Đừng mà. Trang Anh đừng. Đừng. Anh Trang Anh mà đừng làm chuyện dại dột như vậy. Thôi thôi. Được rồi. Dũng đừng làm sao vậy Tân. Chị Trang Anh, chị đừng có quá đáng như vậy. Làm mất đi tình yêu của Duy Tân không có phải là chị Bảo Dung, mà là do chính chị đó. Bây giờ chị còn trách móc gì ai nữa hả? Phải. Là do tôi hết đó. Vậy nên bây giờ tôi đâu có dám trách ai đâu. Đừng để cho tôi chết đi. Chị Trang Anh, chị bình tĩnh lại đi. Đừng mà. Chị Trang Anh, chị bình tĩnh lại đi. Đừng lại đi. Chị Trang Anh, Trang Anh, Trang Anh. Con gái à, bà định vẽ cho hai mẹ con một bức tranh, nhưng mẹ con không chịu làm mẫu cho bà vẽ đó. Con à, con đừng có nghe lời ba con nói nghe. Không phải là mẹ không có chịu làm mẫu đâu, mà tại vì hôm nay á, mẹ đi chợ mua mấy món về nấu cho ba con để ba con tẩm bổ đó. Chứ không phải là mẹ không chịu làm mẫu đâu nha. Con đừng có nghe lời ba con. Chắc tại mẹ con thấy mắt ba mờ tại ba rung rồi nên không có chịu làm mẫu cho ba vẽ đó. Anh à, nói như vậy con buồn thì sao? À, mùi chết rồi, đồ ăn khét rồi. Trời ơi, chết rồi, trứng chiên bị khét hết rồi. Anh ơi, bây giờ làm sao đây? À, anh không có được quay. Nè, để anh quay cho biết tài nghệ nấu nước của em. Trời ơi, khét hết rồi. Ê, anh không có được quay em đâu đó. Quay để cho con biết tài nghệ nấu nước của em thế nào chứ. Trời ơi, anh dám nói xấu em với con hả? Nè, con gái à, sau này có lớn lên mở nhà hàng á, nhớ để cho mẹ con làm đầu bếp nha. Mẹ con nấu kiểu này á, thực khách bỏ chạy hết đó. Anh nói xấu em với con vậy đó hả? Nè, bà nói vậy thôi chứ mẹ con nấu cái gì bà cũng ăn hết, cái gì bà cũng thấy ngon hết. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Chúc hai người được hạnh phúc. Trưa nay em muốn ăn gì? Anh cho em ăn cái gì em cũng thấy ngon hết á. Vậy ráng ăn hết miếng táo này ha. Cái trưa nay anh đi tìm cái gì ngon ngon cho em ăn. Ừ. Anh, tự nhiên em nhớ hồi xưa quá. Lần đó em cũng bị gãy chân, rồi anh cũng đang giận em. Nhưng mà anh vẫn tha thứ và chăm sóc cho em. Rồi mình lại làm lành với nhau. Rồi sau đó mình còn yêu nhau nhiều hơn nữa. Nhưng mà dù gì thì cũng khác nhau. Lúc đó là do em tự chuốc họa vào thân cho nên mới bị như vậy. Còn lần này là
Vì em sợ cho anh đó. Anh hiểu hoàn cảnh của em mà. Anh đang bên cạnh em và sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Con yêu của mẹ à, đến hôm nay nữa là con đã được 7 tháng tuổi ở trong bụng mẹ rồi đó. Vậy là con sắp chào đời rồi. Ba và mẹ nóng ruột quá đi mất. Con à, ba hạnh phúc lắm, ba vui lắm. Tới giây phút này ba vẫn còn được ở bên cạnh mẹ và con, ba cảm thấy anh đừng làm em sợ nha. Anh ơi Tốt hơn rồi anh. Em thấy anh giống như là thần dược vậy đó. Cứ mỗi lần mà được ở bên anh á, là em cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái và khỏe hơn rất nhiều nữa. Vậy là tốt rồi. Biết đâu em lại hồi phục bình thường như lần trước thì sao? Anh, nếu như mà em hồi phục thì anh có còn bên cạnh chăm sóc cho em nữa không? Sao vậy? Bộ câu đó khó trả lời lắm hả? Dù cho em có hồi phục hay là không hồi phục thì anh cũng sẽ bên cạnh em mà. Con gái của mẹ à, hôm nay con đã được tháng thứ 9 rồi đó. Vậy là con gái của mẹ sắp đón chào cuộc đời mới rồi. Mẹ nôn quá, mẹ hạnh phúc lắm. Từ hôm nay đó, mẹ sẽ đếm từng ngày, từng phút để chờ đợi con đó, con biết không? À, hôm nay á, mẹ sẽ cho con gặp ba con nha. Mà ba con đang ở đây á, mẹ sẽ cho con gặp, nhưng mà mẹ chỉ cho con coi tay của ba con thôi nha. Tại vì ba con đang mệt đó, nên là không có nói chuyện nhiều với con được. Đây nè, bàn tay của ba con nè, thấy chưa? Chào con đi anh. Chào con gái của ba. Con lớn lên đó phải thật là ngoan nghe chưa. Con lúc nào cũng phải nhớ ba luôn luôn ở bên cạnh của con và mẹ đó. Con nhớ nha con. Nha. Thôi bây giờ á, mẹ và ba tạm biệt con nha. Bây giờ á, ba con đang mệt nên là không có nói chuyện nhiều được đâu. Vậy nha, chào con gái.
Anh em, vì mẹ con em, cố lên nha anh nha. Tôi không sao đâu. Ông ơi. Gì ba? Ông ơi, ông chạy gấp vô bệnh viện với tôi. Gì? Con Thu Sương nó đau đẻ rồi. Thằng Sĩ Lâm á, nó cũng đang lên cơn đau dữ dội. Vậy sao? Bây giờ á, tôi với ông chia ra thay phiên nhau lo cho tụi nhỏ. Nhanh lên đi ông. Được rồi, để tôi vô thay đồ chở mình đi liền. Ráng lên đi con. Có mẹ nè. Ráng lên con. Con đau quá mẹ ơi. Ráng lên đi con. Ráng lên con. Con của con sắp sửa chào đời rồi mà. Ráng lên con. Con phải nhìn thấy mặt con của con chứ. Sĩ Lâm, thằng đi nhà con. Lâm ơi ráng lên con. Đừng làm mẹ sợ nghe con. Lâm ơi Lâm. Tiếp ai nữa? Tiếp nữa anh em. Tiếp nữa. Rồi em bé sắp ra rồi. Tiếp ai nữa? Mới là mẹ con em. Rồi bỗng hơi nữa em bé ra nè. Thấy em bé rồi em khóc rồi. Cố lên. Rồi ra rồi rồi bé ra nha em. Con trai. Con trai. Chị ơi, chị có thể giúp em được không? Rồi chị nói đi. Không được đâu chị ơi, chị mới sinh xong, sức khỏe còn yếu lắm. Chị làm ơn giúp giúp tôi đi. Chúng tôi không còn đủ thời gian nữa. Trên đời này có thêm một người đàn ông tốt. Ba mệt, ba mệt lắm con ạ. Trời của bà. Bà tặng con đi. Anh đừng có như vậy mà. Em đây. Em vui lắm. Anh hạnh phúc lắm. Bây giờ tên con mình là em
sẽ đặt tên con là Phúc mà. Anh ơi, anh... tại vì cái bụng em bây giờ bự lắm rồi, không có đứng trên sân khấu hát được đâu anh ơi. Dạ, vậy anh chờ em chút xíu để em hỏi ý chồng em chút nha anh nha. Anh Phương á, mời em đi hát, mà em nói là để em xin phép chồng đã rồi báo lại. Bây giờ ý anh sao? Cái mặt biết ham đi hát lắm. Thôi được rồi, lần này ba sẽ cho con của ba lên sân khấu giới thiệu với khán giả. Cảm ơn chồng yêu. Alo anh ơi, chồng em ok rồi. Con cười nha, con cười cho mấy hình nè. 1, 2, 3. Được chưa nè, lại đây cho cô coi coi. Lại đây con lại coi. Ủa này nghe. Trời ơi, Bảo Nhi ngoan quá, Bảo Nhi đẹp đấy chứ. Chào hai bà mẹ và hai em bé. Chào chị.